ở trận đấu mà Trung Văn Thái Quý chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải. Cơ hội dành cho Di Maria. 2-0 rồi. 2-0 cho đội chủ nhà. Di Maria chép rồi rất nhanh, tung ra cú đá có thể nói là không thể cản phá. 2-0. Và một lần nữa lại là một hình ảnh quen thuộc giống như cách đây một tuần. Màn ăn mừng của ông bầu Nguyễn Văn Đệ. Và một lần nữa thì sân vận động Thanh Hóa đang có được niềm vui. Tỷ số là 2-0. Rất bất ngờ. Một pha bóng mà phòng ngự của đội khách đã mất tập trung. Di Maria, người đã ghi bàn thắng thứ hai cho câu lạc bộ Thanh Hóa ở trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha không chơi bóng và dứt điểm của Di Maria. Đá mù lại má.